Sản phẩm của anh Minh ở Hà Nội, anh ấy có một cái viên Berin thiên nhiên kim cương và 18K nhé. Chúng ta sẽ cùng xem sản phẩm này nhé. Xin chào anh em, video này tôi quay cho anh bạn Lai ở trong Nghệ An một cái bức anh tóc vàng, bức tượng Phật, và tôi đã sử dụng kim cương và vàng làm sắt tay để tạo nên cái vỏ bọc của cái bức tượng Phật này, và bạn ấy đã sử dụng một dây dù để bạn đeo nhé. Thì tôi sẽ quay lại cho anh chị cái sản phẩm hoàn thiện, còn những sản phẩm mà trước khi làm thì bạn Duẩn bạn đã quay rồi, và bạn Hải phải có trách nhiệm là đưa hết những thông tin vào trong video nhé. Ok, chúng ta hãy xem sản phẩm này nhé. Đây là cái mặt Phật chúng ta nhận được sau khi thi công nhé. Một bức chạm rất là sắc sảo và đỉnh cao. Chúng ta có những viên kim cương ở trên này. Tổng tất cả là mỗi bên chúng ta sẽ có 4 viên và có một viên ở trên đỉnh. Tóc vàng, ánh kim, rất là mạnh. Chi phí làm nên sản phẩm này cho bạn Lai sẽ là 29.259.000, gồm có 2,54 chỉ vàng 14K 583, công tôi sản xuất cái này là 1,5 triệu. Để tôi sẽ nhờ bạn ấy bật thêm đèn nhé, để tôi xem kỹ cái sản phẩm này cho anh chị nhé. Rồi bật thêm cho anh cái đèn nền. Không đèn tròn. Rồi ok, màu nó sẽ từ hồi nãy tôi quay không đèn nhé, quay ánh buổi tối. Bây giờ khi tôi đang quay là lúc 6 giờ chiều Hà Nội, thì bây giờ là trời mùa đông thì khá là tối rồi. Đây là sản phẩm của chúng ta. Tượng Phật rất là đẹp, rất tinh tế. Được khắc Tahi 14K 583. Rất đẹp thế anh chị. Thì cái sản phẩm tóc vàng ở bên Tahigem cung cấp cho anh chị thì sẽ gồm hai loại. Một loại là tóc trơn, có nghĩa là tóc không có chạm, hàng trơn, và thứ hai là hàng chạm tượng. Thì hàng chạm tượng thì lại chia làm nhiều loại. Ví dụ như hàng kiểu như này là hàng chất lượng cao, anh chị có thể thấy là cái diện mặt Phật các người ta làm rất là kỹ càng và rất có thần anh chị nhé. Và dùng một công nghệ làm nhám, tại vì thạch anh nó rất là trong, nếu chúng ta mà để đánh trong ấy thì chúng ta rất khó để lên khối, khi chúng ta quay thế này nó sẽ xuyên qua, và người ta dùng công nghệ làm nhám để làm cho bức tượng Phật khi chúng ta nhìn vào sẽ nổi bật hơn. Và phần nhám sẽ được làm những phần như sau: thứ nhất là khuôn mặt Phật này, thứ hai là cánh tay này, bàn tay và phía ngực đấy, thì sẽ tạo ra những cái hiệu ứng ánh sáng nó sẽ nổi hơn trên sản phẩm này. Rồi đây là một cái mẫu làm cũng về hàng chạm thì tương đối là cầu kỳ, nhưng mà về cái hàng bọc vàng thì tôi bọc khá là gọn gàng thôi, một cái đài sen ở phía dưới đỡ lên trên bức tượng Phật, và cũng tương đối là đơn giản nhưng mà lại rất chắc chắn. Rồi cảm ơn bạn Lai rất là nhiều nhá, rồi mình sẽ chuyển hàng cho bạn Lai trong buổi tối hôm nay. Ok, cảm ơn anh chị. Anh Minh ở Hà Nội, anh ấy có một cái viên Berin thiên nhiên kim cương và 18K nhé. Chúng ta sẽ cùng xem sản phẩm này nhé. Chi phí sản phẩm của anh là 33.068.000. Đây là những berin của anh Minh.
Mình sản phẩm có thông phúc thiên bảo, logo Tahigem, có con hổ 3D, chúng ta có con chuột 3D. Sản phẩm này thì hôm nay tôi quay rất là gấp, và kim cương nữa, tôi không kịp quay kỹ vì anh lấy rất là gấp. Bây giờ đang là 7:30 và 8:10 anh ấy đã phải giao hàng, anh ấy đi rồi, thì tôi quay tạm cho anh chị. Không biết bạn Minh đã kịp chụp ảnh chưa, và cái sản phẩm này thì tôi quay sơ sơ cho anh chị nhé. Ok, sản phẩm rất đẹp, vẫn như mọi khi, thông tin vẫn như vậy. Và với cái nhẫn này thì khi đeo trên tay, tay tôi nhỏ hơn tay của anh ấy, tôi đeo thì nó sẽ như thế này. Rồi chúng ta hãy xem thêm bản thiết kế và cái thông tin về sản phẩm viên đá trên website tahigem.vn nhé. Mã là 5369. Cảm ơn anh chị. Nếu như quý anh chị có yêu mến cái mẫu sản phẩm vừa rồi thì chúng ta có thể vào đây trang web tahigem.vn để chúng ta lựa chọn những cái mẫu đá quý phù hợp cho cái mẫu nhẫn vừa rồi của chúng ta. Chúng ta có thể tìm trong phần đá quý. Ở đây có rất nhiều loại đá quý ở đây. Và hơn cả đấy là cái phần khoảng giá đấy, quý anh chị nhìn thấy khoảng giá. Ở đây thì chúng ta có rất nhiều các sự lựa chọn ở các mốc giá khác nhau, cũng như là kích thước của viên đá này, kiểu dáng và màu sắc. Thì cũng rất là mong quý anh chị tìm được cái viên đá phù hợp với cái cung mệnh bản thân mình.